Video này được tài trợ bởi Tichy Toys, shop đồ chơi với thế mạnh DX Super Sentai quy mô và uy tín tại Hà Nội. Địa chỉ: Tòa B6, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Truy cập ngay vào fanpage hoặc kênh YouTube Tichy Toys để tìm hiểu thông tin và nhận tư vấn chi tiết khi mua sản phẩm nhé. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi vào hôm nay. Wait a minute. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Chúc các bạn và gia đình, người thân một năm mới sung túc, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Thời gian trước, ở dịp offline của RTK Media, chúng mình có nhận được yêu cầu về việc thực hiện bài review cho một phần ngoại truyện siêu cấp vô tri của Dawn Brothers. Nhân dịp đầu năm, RTK Media xin được đem tới một video review khá nhẹ nhàng, giải trí của một tập phim vô tri, ngớ ngẩn, tấu hài bậc nhất, đó là Avatar Sentai Dawn Brothers vs Avatar Sentai Dawn Buddies. Không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé! Đầu tiên như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất về tập phim này. Avatar Sentai Dawn Brothers vs Avatar Sentai Dawn Buddies là phần web special ngoại truyện của TTFC, Toei Tokusatsu Fan Club, phát sóng vào ngày 5 tháng 11 năm 2023, đạo diễn bởi Hirofumi Fukuzawa, biên kịch bởi Ayumi Shimo. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần cốt truyện của phim nhé. Phần phim có lẽ nối tiếp những sự kiện diễn ra ở nửa cuối của TV series khi Sonoshi xuất hiện gây khó dễ cho cả Dawn Brothers và phe não nhân, nhưng bị chơi khăm một vố khá đau và nhận kết cục cay đắng. Ở tập phim này, trong nỗ lực tuyệt vọng tìm cách trả thù Dawn Brothers và phe não nhân, Sonoshi đã đem tới một tên trợ thủ mới với tên gọi là Mr. Arakate, với ngoại hình gần như y hệt Sonoi. Quay trở lại về phía Dawn Brothers, Momotaro cùng Jiro đi ăn oden ở tiệm của Sonoi và khám phá ra tinh hoa của Domuri. Ngay lúc đó, Taro đã quyết định sẽ biến mọi thứ trên đời thành Domuri. Cậu mau chóng mở khóa học phổ cập kiến thức này tới những người bạn đồng hành của mình. Ngay lúc đó, Mr. Arakate xuất hiện, phỉ báng tinh hoa Domuri, đồng thời tuyên chiến với nhóm của Momotaro. Để cắt nghĩa một cách dễ hiểu, Domuri là trường phái bắt cơm ăn kèm với các loại thức ăn khác nhau, còn Arakate là để riêng các loại thực phẩm, không ăn kèm với cơm. Đứng trước tinh hoa của Arakate, Momotani Jiro, Senshi không thể bổ sung hơn của nhóm đã ngả theo phe địch, đối đầu với nhóm của Taro, công khai phỉ báng Domuri. Vì chưa thể phân tranh thắng bại, Momotaro quyết định sẽ nấu ra món Domuri tối thượng để đả bại Mr. Arakate. Cơ cấu thành viên của nhóm Avatar Sentai Domuri lần này sẽ bao gồm Tekadon Red, Tendon Blue, Katsudon Yellow, Kaisen Don Black và Gyudon Pink. Tổng thể nội dung phim sẽ là hành trình nấu ăn và hạ gục Mr. Arakate cùng Sonoshi của nhóm Dawn Brothers. Xen giữa đó là hành trình cô bé bóng vàng Kito Haruka tìm ra chân ái cuộc đời mình sau khi vô tình nhận được một bức thư ngỏ giấu tên. Nhìn chung thì đây là những gì sẽ diễn ra trong khoảng 28 phút thời lượng phim. Công bằng mà nói, đây có lẽ là tập phim Super Sentai vô tri và ngớ ngẩn nhất mà mình từng xem. Nội dung phim, cách đặt vấn đề, tạo tình huống, dẫn dắt cao trào đều vô cùng nhảm nhí, khó đỡ. Vai trò các nhân vật tham gia cũng khá lộn xộn. Song, vẫn như cách mình đã nhận xét TV series của Dawn Brothers, đây lại là một lát cắt cuộc sống thường ngày của nhóm người hùng chiến đội bạo Thái Lan. Vẫn là những mảnh phim rời rạc nhưng lại đầy tấu hài, thu hút bởi thứ năng lượng tích cực, ngờ nghệch, vui tươi mà phim đem lại. Thông qua bộ phim, khán giả được mãn nhãn, tấm tắc thèm thuồng trước những món đồ ăn ngon lành, đẹp mắt, mang đậm phong cách tinh hoa ẩm thực xứ sở mặt trời mọc. Khá giống với cảm giác khi xem tập phim Team Up Kikai Sentai Zenkaiser vs Kira Major vs Senpaiger. Khuyến cáo của nhóm chúng mình là các bạn không nên xem tập phim này vào buổi tối, đặc biệt là lúc nửa đêm, vì sẽ cảm thấy rất đói và thèm ăn, không tốt cho tinh thần và giấc ngủ. Quay trở lại với vấn đề chính, bởi phim không đẩy cao trào lên quá cao, cũng không có kẻ phản diện trung tâm nguy hiểm, mang tính đe dọa, nên xuyên suốt phần phim, mạch phim được duy trì một cách nhẹ nhàng, êm ả, vui tươi. Khi nhóm Dawn Brothers gặp rắc rối với việc tạo ra Domuri tối thượng, họ nhận thêm sự trợ giúp từ phe não nhân. Nhờ vậy, gần như toàn bộ nhân vật nòng cốt của TV series đều được góp mặt trong tập phim này, theo những cách thức có phần hơi khiên cưỡng. Cách mà nhóm Dawn Brothers giải quyết phe phản diện, nhận lãnh sức mạnh mới cũng rất vô tri và ngớ ngẩn. Ai mà ngờ được việc ăn một món ăn ngon lại có thể khiến một chiến binh tràn trề sức khỏe, khai mở ra item nâng cấp mới. Nhưng điều đó hoàn toàn đã xảy ra trong Dawn Brothers vs Dawn Buddies. Có thể nói, vẫn là đặc trưng phong cách ném item vào phim của bác Toshiki Inoue. Và như mình đã đề cập ở bên trên, vì là phim của bác Inoue viết kịch bản,
nên sẽ có đôi ba câu chuyện tình cảm tay ba, tay bốn, đó là điều hết sức bình thường. Lần này là câu chuyện tìm ra người tình qua bức thư ngỏ của cô nhóc Kito Haruka. Một mẩu chuyện nhỏ đan xen vào câu chuyện chính, ngờ nghệch và nhì nhố không kém, nhưng cũng rất cuốn hút bởi nét diễn xuất rất dễ thương, dễ chịu, duyên dáng của nhóc Shida Kohaku. Nhìn chung, tùy câu chuyện có phần rời rạc, thiếu cao trào, nhưng Avatar Sentai Dawn Brothers vs Avatar Sentai Dawn Buries vẫn ghi điểm ở bầu không khí và tinh thần mà phim đem lại, cùng sự hài hước, duyên dáng đặc trưng, phần nào tạo được ấn tượng nhất định cho khán giả. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét về phần nhân vật của phim. Ở clip lần này, mình sẽ tập trung xoay quanh 3 nhân vật là Momotaro, Momotanijiro và Mr. Arakate. Với Momotaro, nhân vật vẫn giữ y nguyên phần tính cách vốn có trong TV series, vẫn là một người đội trưởng hiếu chiến, bố đời, không ngán bất cứ ai. Ở tập phim này, vì quá u mê tinh hoa của Donburi, Taro đã yêu cầu tất cả những người bạn đồng hành phải học cách tạo ra món Donburi để thỏa mãn sở thích cá nhân. Gặp phải sự chống đối và phỉ báng từ Mr. Arakate, Taro quyết tâm so tài cao thấp, cùng đồng đội bằng mọi cách tạo ra Donburi tối thượng để khiến Mr. Arakate thất bại ê chề. Về phần Momotanijiro, đây là nhân vật có sự khác biệt rõ nét nhất so với TV series. Khác với vẻ trẻ con, loi choi, nhí nhố trong phim, ở tập phim này, sau khi bị Mr. Arakate thao túng và về chung chiến tuyến, Jiro trở thành một chuyên gia thẩm định ẩm thực thích bán ngoại ngữ. Nét diễn hục hạc, giang hồ, có phần xéo sắc, xấu tính của nam diễn viên Raijo Ishikawa thực sự vô cùng phù hợp để cậu hóa thân thành phiên bản tính cách mới này của Momotanijiro. Cậu đã thổi hồn cho nhân vật, đem đến những sắc thái vô cùng hài hước, chua ngoa, điệu bộ, da vẻ. Có thể nói, sức hút của Dawn Brothers vs Dawn Buries có được nhờ một phần công sức rất lớn của nam diễn viên Raijo cũng như nhân vật Momotanijiro của cậu. Còn về phần Mr. Arakate, một bản thể độc lập với phần tạo hình y chang Sonoi. Đây cũng là cơ hội cho nam diễn viên Yuya Tominaga thử sức với một vai diễn có phần nhí nhố, năng động và tấu hài hơn so với vai diễn Sonoi rất điềm tĩnh, lịch lãm mà anh từng đảm nhiệm. Tuy không để lại ấn tượng đậm nét bằng Jiro, nhưng nhân vật Mr. Arakate cũng có những nét duyên dáng, thú vị cho riêng mình, với nhiều phân đoạn tấu hài theo cách đầy ngớ ngẩn, vô tri. Cùng với Jiro và Sonoshi, họ trở thành bộ ba tấu hài khá thú vị trong tập phim lần này. Ngoài ra, phim còn đem tới cho ta một vài nhân vật phụ mới, là kỳ phùng địch thủ vĩnh cửu của Master Kaito, Chuhiro. Không ai khác chính là True Rival hay Forever Rival, người sinh ra là địch thủ, chiến đấu với tư cách đối thủ và sẽ tiến bước với vai trò kẻ thù. Do nam diễn viên Ryo Sekoguchi, người trước đây từng thủ vai Stacy trong Kikai Sentai Zenkaiger đảm nhiệm. Đây có lẽ là cơ hội thú vị để Ryo Sekoguchi và Kita Komagine được một lần nữa diễn chung với nhau. Xét yếu tố hành động, tuy chỉ là một phần spin-off giải trí, nhưng hành động trong Dawn Brothers vs Donburi vẫn được đảm bảo tốt. Với nhóm chiến đội Donburi, mỗi nhân vật đều được trang bị bộ kỹ năng và phụ kiện mới, ứng với những món ăn mà họ biến thành như Tekken Red, Red Ginger Bomber, Bom Tempura, Trứng Chi Vũ, Rong Biển Shuriken. Nhìn có vẻ rất ngớ ngẩn, khó hiểu, nhưng vẫn làm nên chuyện. Phần kỹ xảo trong phim cũng tương đối đẹp mắt, nhất là chiêu thức tất sát kết hợp của nhóm Dawn Brothers cùng với Golden Dragoku. Do đó, nếu đánh giá tổng thể về yếu tố phần hình ảnh của phim, mình đánh giá Dawn Brothers vs Donburi đã làm tương đối tròn trịa và có tâm. Sau cùng sẽ là một vài mẩu thông tin bên lề xoay quanh tập phim này. Ban đầu, dự án Avatar Sentai Donburi vốn là một video ngắn làm ra để chơi khăm, dự định phát sóng trong buổi họp báo chính thức công bố TV series của Avatar Sentai Dawn Brothers. Khi Zero tiến hóa lên hình dạng Golden Dragoku, phần chữ kanji của Dawn ám chỉ cho tô cơm, trích trong từ Donburi. Ở phân cảnh Taro lần đầu nếm thử Donburi của Sonoi, một vài diễn viên phục trang cho nhóm Dawn Brothers đã được gọi tham gia vào vai quần chúng, bao gồm Shimozono Ayumi và Asai Kosuke, siêu actor của Oni Sister và Dawn Momotaro. Còn người đàn ông bị ngã cây là Takeuchi Yasuhiro, siêu actor của Saru Brother. Ngoài ra, còn có Masashi Takada, đóng vai cảnh sát truy bắt Inuzuka Tsubasa, lính cận vệ Sugodom trong King Ultra, đồng thời là siêu actor của Spider Kumonos. Vậy trên đây là toàn bộ những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về tập phim vô tri siêu cấp Avatar Sentai Dawn Brothers vs Avatar Sentai Dawn Buries. Cá nhân mình rất thích tập phim này, tuy nó thực sự rất ngu ngốc, ngớ ngẩn, nhưng nguồn năng lượng và những giây phút giải trí mà phim đem lại thực sự có điểm nhấn, có dấu ấn và chất riêng. Đây là dự án nhẹ nhàng mở bát đầu năm của RTK Media. Mong rằng video này đã đem tới cho các bạn những giây phút thư giãn, giải trí. Nếu như bạn yêu thích sản phẩm của nhóm chúng mình, đừng quên để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nghĩ cho chúng mình được biết. Like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn.
Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã xem hết phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ có chiến đấu thôi.